test thử chiếc Future mới làm cái nồi này ha. Đó, full combo nồi rinh thái nha. Bao nhẹ nhàng cho anh em ha. Rồi, xin chào anh em Future LED 125 nha. Sẵn đây đang làm cái nồi thái, Vũ xe mình quay lại cho anh em tham khảo luôn. Thì cấu này mình sẽ đi cho Vũ xe là full combo, là bố nồi sau với lại bố nồi trước là full thái Vũ xe nha. Rồi, giới thiệu sơ qua cái nồi cũ Vũ xe. Thì anh em thấy là cái chuông của Vũ xe nó bị sập huyết lên đường nha. Đó, không còn đồ bám nữa. Bố bị mòn trái rồi, ba bố bị mòn trái rồi nha. Đó. Rồi, bố sắt nồi sau thì anh em thấy là nó bị tuột lút nha, tuột nhẵn này, làm hư cái phần bố của chủ xe với lại sắt mòn nhẵn luôn nha. Đó, anh em thấy là bố sắt bị mòn hết rồi nha. Rồi, không còn đồ bám nữa. Rồi, giới thiệu cho anh em cấu hình cái nồi rinh thái mình sẽ làm chủ xe ha. Mình sẽ đi chủ xe là phun nước chung rồi mới nè, không sập huyết ha, bao đẹp cho anh em nha. Đó, bố là đi chủ xe phun combo là bố thái nè, ba bố mới nè, 1, 2, 3 ha. Cái này là không dán bố nha, mình đi phun cái bố bạn lớn dài cho chủ xe luôn. Cho còn mà anh em muốn tiết kiệm tiền thì mình dán bố lại. Đó. Cái phần bố nồi sau mình sẽ đi chủ xe full combo là bốn bố thái đó, bố bạn đẹp cho anh em ha, bố bạn lớp mình cho anh em 1, 2, 3, 4 nha, combo rất đẹp ha. Và sắt thì sắt rinh thái chủ xe luôn, gồm 3 lá nha, mình đi sắt đúng rinh thái nha, không có đi sắt lô nha, sắt lô có lỗi sẽ bào bố của anh em đó. Đi sắt rinh thái và đẹp cho anh em 1, 2, 3 ha, trắng đẹp trong kinh nha, trước xanh một cho anh em luôn đó. Đi full combo chủ xe là đúng là 6 lò xo mới luôn nha, tại cái lò xo cũ chủ xe thì anh em thấy là bị xài lâu ngày nó bị lún xẹp hết nè đó, rất là yếu nha đó. Thì anh em mà muốn bảo dưỡng cấu hình cái nồi thái chiếc Future 125 thì ghé bên độ xe Việt Nam nha. Bên mình sẽ tiến hành kiểm tra và khắc phục cái nào mòn hư sẽ cho anh em. Còn anh em có điều kiện chơi full bố sắt thái thì rất là ngon ha. Còn nếu ít tiền quá thì mình sẽ đi dán bố dứt chuông lại cho anh em. Đó, tùy anh em lựa chọn cấu hình nha. Rồi, mình chào anh em Future 125. Rồi, xin chào anh em Future LED 125 ha. Xe này tiến hành làm full cấu hình nồi rinh thái ha. Combo nó gồm có là 4 bố thái và 3 sắt thái nha. Thì đầu tiên mình sẽ lắp lá bố vô phần đế nồi đó. Rồi, tiến hành cho sắt vào ha. Thì lắp liên tục là từ bố sắt nha, xen kẽ một bố một sắt và kết thúc cuối cùng là lá bố nha. Đó. Lá sắt thì anh em có hai chiều ha. Anh em để chiều côn nằm trong, còn cái chiều bén thì nằm ngoài. Rồi, tiến hành là cho bố chuồng heo nồi sau ha. Rồi, tiến hành là cho 4 cái lò xo nồi vô nha ha. 4 lò xo nồi. Lò xo thì có hai chiều nha, anh em để chiều lớn nằm dưới còn chiều nhỏ nằm trên. Tới thành mặt ép lò xo đó thì gồm có là 3 con tán xếp lò xo và 6 chân nha, để xếp 6 lò xo xuống. Thì anh em nhớ định tâm cái lò xo rồi mình xếp xuống cho nó đều nha anh em. Rồi, sau khi tiến hành xếp lò xo mình định tâm cái lò xo nồi nha, và cho cái nồi sau với lại cái chuông nồi trước vô. Thì anh em cứ lắp cái chuông trước rồi để cái bố càng bố sau nha anh em. Đó, tiến hành là chỉnh cái nhông tắt ha, nhông chống giọng nồi đó. Đó, trùng với nhông lớn rồi mình cho cả cái nồi trước nồi sau vô luôn nha anh em. Rồi, tiến hành là cho cái lồng đền nồi sau với tán nồi sau vô anh em ha. Đó, mình sẽ xiết cái nồi sau lại nha anh em. Rồi, mình tiến hành lắc kê cái nồi sau luôn. Đó. Tiến hành cho cái bố ba càng vô nha, nguyên bộ vôi luôn. Tới cái lồng đền chặn phe, lồng đền outside, rồi tới tán nồi trước nha anh em. Rồi, cái này mình chỉ dẫn cho anh em là đầy đủ luôn nha, để cho anh em lắp ráp tại nhà ha. Rồi, tới tán nồi trước nha anh em. Rồi, mình lắc kê cái tán nồi trước, bắn nồi trước nồi sau. Rồi, tiến hành bắn nồi trước nha anh em. Rồi, và bắn nồi sau. Rồi, sau đó mình sẽ lắc kê lồng đền chặn phe. Mình lắc kê toàn bộ lồng đền chặn phe luôn nha ha. Đừng có để cái lá nào thiếu sót nha, bị cua nhớt của anh em ha. Tiến hành xiết cái nắp lồng nhất lý tâm nha. Thì anh em nó gồm có 3 con, anh em nhớ xiết đều 3 con ha. Và ở giữa nó có miếng cái roan nè, anh em nhớ để ý miếng roan ha. Đó. Rồi, sau khi mình xiết nắp lý tâm, mình tiến hành là cho bạch đạn nồi với lại cò muỗng vô, rồi mình hành bóc nồi, rồi chỉnh nồi cho anh em ha. Chúng tôi mình sẽ chạy test thử cho anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em Future LED 125. Test thử chiếc Future mới làm cái nồi cho anh em ha. Đó, full combo nồi rinh thái nha. Bao nhẹ nhàng cho anh em ha. Lên ghế rất là nhẹ nhàng, không còn bị rung giật nha ha. Anh em muốn làm cái bình nồi thái cho chiếc Future 125 thì ghé độ xe Việt Nam nha.
Đó, chạy rất êm nha, êm ga lên bốc ha. Sáng nồi rất là kêu và rất là lì nồi nha. Giờ mình làm lại là chạy nhẹ nhàng chủ xe, chuông hết sọc phiết nha. Đi full bố mới, sắt mới chủ xe luôn. Đó, bao nhẹ nhàng cho anh em. Xe này thì chủ xe mới mua nha, giờ bắt đầu đi là công chứng nè, làm trước khi công chứng luôn nha nè. Đó, số máy nhẹ nhàng, êm ru. Anh em muốn bảo dưỡng nồi thì ghé bên Độ Xe Việt Nam ha.